来乐透半天，排队半天，开心顷刻直送，回头便知，随便笑过快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，愿你每天家中那些温暖，从来都不倦，全力去做你被完全，人未出发可每一天。À, anh Quang Lương à, cảm ơn trước nha. Anh qua bên đó chụp vài tấm ảnh, sau đó nghỉ ngơi được rồi. Để anh qua đây đi. Anh Quang Lương, mời bên đây. Tàu Tổng à, nhân vật phản diện đạo tặc cướp qua mới được thêm vào này. Chúng tôi đã tìm hết mười mấy diễn viên để thử tạo hình rồi, ông vẫn chưa hài lòng hả? Trong lòng của tôi, đạo tặc cướp qua này phải là một người nửa chính nửa tà. Mỗi lần hắn cướp được một cô gái, sau đó đều để lại một nhành bông để đánh dấu cho việc đó. Cô không cảm thấy cả câu chuyện rất thê lương, rất lãng mạn sao? Tên trộm qua này phải là một người biết cách lấy lòng phái nữ, là một người đàn ông dễ khiến phái nữ yêu họ. Nào tao tổng, chuyện là gì? Nếu chúng ta vẫn không tìm được diễn viên nào để nhận vai thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, ông biết mà. Sau đó chắc chắn sẽ kéo dài thời gian xử lý hậu kỳ, nghiêm trọng lắm đó nghe. Vậy đi, ăn cơm trước đi. Nếu tôi vẫn không nghĩ ra được diễn viên nào thích hợp thì chúng ta sẽ dùng anh Quang Lương. Vậy có được không? Cứ vậy đi. Chụp tấm hình nghe chịu không? Nè. Ok, 1, 2, 3. Ok, để chỗ khác chụp. Wow, đó chẳng phải người đóng cho em gái Lương Tam Hảo, chị Tư Mẫn sao? Em thích chị lắm, chị chụp tấm hình với em được không? Tôi không trang điểm, không tiện lên hình cho lắm. Xin chào chị Tư Mẫn. Thực ra, chúng tôi tới đây tham quan phim trường. Không ngờ hôm nay chúng tôi may mắn gặp được cô. Đúng là ngày may mắn của chúng ta ha. Thực ra thường ngày tôi rất thích xem phim cô đóng. Cô là nữ nghệ sĩ mà tôi thấy thích nhất. Nhưng mà tôi không ngờ... Không ngờ cái gì? Không ngờ diện mạo ngoài đời của cô đẹp như vậy. Bình thường trang điểm đúng là lãng phí thiệt đó. Cảm ơn. Thực ra con trai tôi cũng giống như tôi. Chúng tôi đều rất thích cô. Cô có thể chụp tấm ảnh chung với nó không? Ok. Rồi, chụp tấm hình đi. Cười. Được rồi. Cảm ơn chị Tư Mẫn nhiều. Xin chào. Quá. Nè, Tống Thụy Huy. Tào Tổng. Chính là cậu rồi, cậu chính là loại người tôi đang tìm đó. Một người đàn ông biết cách lấy lòng phụ nữ. Tôi? Phải đó. Cô biên kịch nghèo đó muốn chết rồi hả? Thật là quá đáng, muốn giỡn mặt sao? Thực ra lúc mới bắt đầu anh cũng hơi do dự rồi. Rồi nhóc Philip nó nói đạo tặc cướp qua chính là người ngắt trộm qua. Đạo tặc cướp qua, nói quịch tẹt ra thì chính là những tên háo sắc biến thái đó thôi. Là những kẻ đê tiện chuyên hãm hiếp các cô gái trẻ đẹp. Không. Quy quy à. Dưới góc độ của Tàu Tổng, ông ấy nói đạo tặc cướp qua là một người đàn ông rất biết cách lấy lòng phụ nữ. Ông ấy còn nói trong đời thực anh có thể quen được em, vì vậy nên vai diễn này thuộc về anh rồi. Phải không vậy? Cũng liên quan tới em hả? Lần sau mà gặp Tàu Tổng em sẽ chọc thủng thái dương ổng. Chết rồi, thì ra là em không thích. Biết vậy anh không chấp nhận lời đề nghị. Bây giờ lỡ đóng vài cảnh rồi. Căng thẳng quá làm cái gì chứ? Bình thường Terry cũng diễn mấy cái vai như là cương thi nè, rồi xác chết nè. Sao không thấy còn phản ứng mạnh vậy? Sao giống được? Cậu có đọc kịch bản này chưa? Tổng biên kịch lần này là Hùng Thượng Thiện đó. Con không tin bà già biến thái này lại không dở trò. Lần này á, do Tàu Tổng tới tìm Quy mà. Con nghĩ nhiều quá rồi đó. Là Tàu Tổng tìm mà. Thôi được, dù gì anh cũng đã đóng vài cảnh. Đóng đi, tiếp tục đóng. Em không tin cô ta dám chơi xỏ anh. Chiều dĩ, bé hai ăn cơm. Dạ. Nè, ăn cơm nè. Ê, tôi cúp máy trước nha. Thiện, ăn cơm kìa. Không, lát nữa chú Càng lại nói anh bắt em viết kịch bản không cho em ăn cơm. Em đang thêm cảnh cho đạo tặc cướp qua hả? Làm phong phú cảnh ra mắt đó. Nè, anh nhìn đi. Em muốn anh ta vừa xuất hiện đã xông vào Long Phủ giàu nhất tỉnh thành, cướp mất thiên kim tiểu thư Nhược Ly. Lại còn mắc phải căn bệnh mang tên hội chứng Stockholm. Đem lòng yêu đạo tặc cướp qua này. Đặc sắc lắm đúng không nè? Đạo tặc Huy, tôi cầu xin anh đừng rời bỏ tôi. Tôi tự nguyện vì anh từ bỏ gia nghiệp, bỏ nhà họ Lâm phong kiến này. Tôi cũng muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh anh. Dựa vào cô từng ly hôn rồi. Hơn nữa thân phận của cô còn là đại tiểu thư nhà họ Lâm. Cô không là gì cả, tránh ra.
Nếu như biết chọn, dĩ nhiên là chọn lục sư muội Kim Căng Môn rồi. Em thật sự muốn nhìn thấy cảnh đại tiểu thư nhà họ Long đó bị tống thủy. Là đạo tặc cướp qua đó đã dằn ra. Chị làm vậy là chơi khăm tụi em rồi. Chị làm vậy đại tiểu thư nổi giận là chắc luôn. Nè bé hai, chú biết rồi. Cô muốn ám chỉ tống thủy quy về đại tiểu thư. Cuối cùng chú cũng biết hả? Má Mi à, thật ra con cũng có chút nguy hiểm. Dù gì chị Liên cũng là bà chủ của Hảo Ba Ba kia mà. Ba giúp Huyền Căn chị hai đi, làm vậy không hay lắm đâu. Bé hai ơi. Ba không phải con cố tình gây chuyện đâu nè. Ba hỏi Triều Dĩ đi, là tao tổng cố tình tìm tống thủy quy đóng mà. Nhưng mà có cơ hội này nếu mà con không ra thủ chơi, đúng là không hợp với tính cách của Hùng Thượng Thiện này rồi. Thôi em đi ăn cơm trước đây nè. Ăn cơm trước đi. Em đi xong đã. Tốt lắm. Quá tốt rồi. Vô đây, ráp luôn cảnh tiếp theo đi. Quy thật sự rất giỏi nha. Tuy cậu ta không biết võ công, nhưng được cái nhanh nhẹn nhạy bén, học cái gì cũng nhanh hết trơn đó. Tôi chọn cậu ta, không hề chọn lầm, có phải không? Được lắm. Ông chọn người từ trước tới giờ chưa bao giờ lầm. Cậu ấy hoàn toàn diễn đạt được đạo tặc cướp qua trong lòng tôi. Cậu ấy đối với phái nữ có một sức hút rất mãnh liệt. Cơ bản như người phụ nữ đó đều cam tâm tình nguyện để cậu ta cướp đó. Bé hai, con đang đợi ai vậy hả? Thật là quá đáng. Cái cô thật là quá đáng đó, không tới thật hả? Làm uổng công con thêm nhiều cảnh thân mật cho Tống Thủy Quy đó, lãng phí hết tâm huyết của con. Cổ không tới thì mặc kệ cổ đi. Con làm như vậy là có ý chơi cầm cậu Quy rồi. Cô ấy đâu có đắc tội với con đâu hả? Cô Thượng Thiện à, thì ra cô không thích tôi tìm cậu Quy nên mới muốn chơi khăm cậu ấy hả? Tôi không phải chơi khăm ảnh, tôi chỉ chơi khăm cái cô thật là quá đáng đó thôi. Cô không tới đúng không? Yên tâm, nhất định tôi cũng sẽ có cách chọc tức cô. Trời ơi, sao vậy? Mình ăn trúng cái gì vậy chứ? Sao mọc lên nhiều quá? Không kéo dây kéo được. Ai đó? Cô làm gì vậy? Muốn sàm sỡ hả? Hùng Thượng Thiện ơi, cô chơi trò gì vậy? Không, có cái này muốn cho cô coi, nhưng sợ cô không dám coi bỏ chạy mất, nên tôi cố ý giảm đi 2 size thôi. Thì ra cô dở trò. Làm tôi hết hồn, làm tôi tưởng mình mập lên quá trời. Có gì cô cứ trực tiếp lấy ra coi đi, sao phải giở trò này chứ. Nè, tôi thấy Quy Quy lần đầu tiên đóng phim, cho nên tôi cố tình chụp những hình ảnh này để cô giữ làm kỷ niệm. Tôi gửi một bộ vào điện thoại cô rồi. Cô giở đủ trò là muốn cho tôi coi những hình ảnh này hả? Phải đó, tôi cố tình cho người chụp đó. Cô biết không, cảnh ôm cô ta quay lại hết 5-6 lần. Cô đâu có phiền lòng đâu, đúng không? Không đâu. Vậy cô không phiền thì được rồi. Bởi vì sắp tới nữ diễn viên này sẽ có cảnh giường chiếu với Quy Quy. Nhưng mà cô yên tâm, chứ tôi không phải phim cấp 3 sẽ biết cách né mà. Nhưng mà mấy cảnh giường chiếu này chạm phải, dựa phải, đụng phải, sờ phải đều khó mà tránh khỏi. Cô không xem kịch bản chắc cô cũng không biết gia vị đó tên gì đâu. Cô tên Long Nhược Liên. Cô ta đã đem lòng yêu đạo tặc cướp hoa này trồng cây si trước anh ta. Nhưng mà tên đạo tặc cướp hoa này chơi xong dông, thẳng tay bỏ rơi cô ta. Đã đem lòng yêu luật sư muội, một người trẻ tuổi hơn, xinh đẹp hơn, Long Nhược Liên. Wow, thì ra vai diễn này nhiều đất phát huy vậy sao? Nhưng tôi không thể cố ý gọi điện cảm ơn Tào Tổng được. Lần sau cô có gặp Tào Tổng, cô giúp tôi chuyển lời cảm ơn nha. Ông ấy giao cho Quy Quy một vai diễn tốt vậy, thành thật mà nói. Đừng nói tôi khen ảnh, tôi cảm thấy anh Quy rất có tiềm lực trong ngành giải trí. Cô nhìn ảnh đi, vừa ngầu vừa đẹp trai, vừa cao to này nọ các thứ. Lần sau nếu cô còn những vai diễn hay, cô nhớ chừa phần ảnh nha. Được. Ngồi bàn này đi. Chị Thiện. Chị Thiện. Ngồi bên kia. Chị Thiện à, chị nói có một chỗ có khung cảnh và không khí rất hợp cho vật phim, chính là chỗ này hả? Phải đó. Quý quý. Chị Thiện à, thật ra chỗ này đông người lắm, không thích hợp vật phim. Hay là đi tìm chỗ nào đó ít người, Hảo Ba Ba được không? Dù gì cũng tới đây rồi, đừng mất thời gian nữa. Giờ tại đây luôn đi. Thì đó, chút nữa 3 giờ là phải quay rồi. Ngồi qua bển đi. Ở đây giờ cũng được.
Bộ bé hai muốn giở trò hả? Đưa Tống Thụy Quy tới quán cà phê này, đừng nói là muốn chọc tức đại tiểu thư nha. Dễ còn dẫn cái nữ diễn viên tới chỗ này, vậy là rõ rành rành rồi. Nè, nhưng mà chị hai của cô làm sao biết vào giờ này đại tiểu thư gặp khách hàng ở đây chứ? Là tôi làm đó. Hả? Hôm đó tôi nghe thấy bà Điên Trung Điên nói với cô thư ký sẽ họp ở chỗ này. Vừa hay tôi biết chị của cô muốn chọc tức chị của tôi, dĩ nhiên tôi phải giúp họ rồi. À, anh á, sợ thế giới không có chiến tranh hả? Gờ quá, có phim hay không coi thì uổng lắm, coi phim đi. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Action. Tiểu Liên, không phải, xin lỗi, Nhược Liên, bắt đầu từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy em thì anh đã biết em là người phụ... Anh sao vậy? Trước đó anh đâu phải như vậy đâu. Anh làm ơn nhập tâm chút đi. Mê hoặc cổ, nhập tâm, tình thâm chút xíu nữa, ok? Ok, tôi làm được. Bắt đầu. Nhược Liên, lần này cô còn không tức chết. Cô nhìn kìa, vẻ mặt cô tức tới đỏ hết rồi, nổi điên lật bàn. Sao qua đây đánh người đi. Tôi nóng lòng xem cô dọa khách của cô bỏ chạy, mất luôn mối làm ăn của cô. Dựa vào đi. Anh phải yêu cổ tới nỗi cổ chịu hy sinh gì anh. Dựa sát vào nhau, cự ly của hai người không được vượt quá 1 mm. Ngẩng đầu cô lên, dựa sát vào, hướng lên, dựa vào, gần vào. Bắt đầu. Bắt đầu cái gì hả? Nói lời thoại đố. Nhược Liên, chết rồi, có khi nào chúng ta không qua nổi đêm nay không? Chúng ta có bị liên lụy hay không? Trời ơi, tối nay tôi làm sao đây? Thật sự cảm ơn ông Nhậm, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Cố lên. Không sao. Còn cố lên. Chị Thiện ơi, tôi sẵn sàng rồi. Nào. Không cần nữa, giật xong rồi. Vậy cũng tốt. Hey, hôm qua chú coi bộ phim Chân Tình Giả Ý đó. Cái ông bính heo quay á, nhìn gớm gì đâu à, giống như những miếng thịt heo quay của ông ta. Kim Thành An, dạo này có phải con giết giả không? Lúc con làm gì ở Hảo Ba Ba, các cô thật là quá đáng đó, có làm khó con không? Không có má mi. Thật ra từ khi chị Liên quay trở về tiếp lông, cô rất ít về Hảo Ba Ba. Vậy có hai người, cái cô thật là quá đáng đó, có giao thật nhiều việc cho bắt hai người làm không? Cũng giống như lượng công việc hàng ngày, đại tiểu thư vẫn luôn giao nhiều việc cho em. Vậy cô ta chắc chắn sẽ tìm cái cớ để chọc thái dương của mọi người, có mà, có đúng không? À phải rồi, có một ngày á, Thủy nộp báo cáo cho cô ta trễ, chú và baby đang nghĩ rằng nó chết chắc rồi, kết quả không sao. Đúng là may ha. Sao cô ta lại không có phản ứng gì vậy? Thật ra chị hai, chị muốn cô có phản ứng gì hả? Không phản ứng là tốt rồi. Bé hai sao con cứ phải chọc tức người ta vậy? Không biết kiếp trước hai đứa có mối thầm thù gì nữa à? Con không muốn ăn. Con lên sư thượng bình tĩnh lại đã. Ê nè, Thiện à. Nè, bây giờ, bé, má có bé sao không vậy? Nè bé hai, sẵn thu quần áo giùm nha. Sẵn tiện thiệt, mà nó không dọn thì con lên dọn đi. Nè mọi người nói xem, có phải má mi không chọc tức được chị Liên cho nên không có tâm trạng ăn cơm hay không vậy? Chị hai làm đủ thứ trò như vậy chính vì muốn chọc cho đại tiểu thư tức điên lên thôi. Bây giờ đại tiểu thư không hề có chút phản ứng nào hết. Điều mà Thiện cảm thấy tự hào nhất đời này chính là sự quan sát của cô ấy và sự am hiểu tính cách con người. Bây giờ những điều cô ấy cho rằng sẽ xảy ra, không có điều nào xảy ra cả. Làm sao cô ấy không phiền não cho được chứ? Tức là lòng tin của chị hai đã bị đả kích mạnh rồi. Đúng là điều gì hiểu rõ về bé hai nhất đó. Chú Căng à, cô hiểu cổ thì có ích gì. Giải quyết vấn đề từ nguồn gốc, Long Lực Liên đó phải có phản ứng. Phải nói là nếu cô ta vẫn không hề có phản ứng, má của cậu cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Vô làm việc, vô làm việc đi. Nè, thầy Si à, cậu nhiều kế mà, mau nghĩ cách đi, cậu đã ngâm như vậy nửa tiếng rồi. Cứ để nó bình tĩnh lại đi, còn hơn nó ngượng đãi tôi đó. Nè, cậu nhìn nè. Rồi. Ở chỗ đau đó. Ngày hôm nay lúc hai người ở chỗ quán cà phê để mà ráp kịch bản đó. Nói gì muốn giữ mình bình tĩnh, bàn cho xong chuyện làm ăn. Nè, tay của tôi mới thành ra như vậy nè. Đủ rồi Tiểu Liên, đừng có ngâm nữa mà. Anh xin lỗi là anh không đúng, chứ em chịu thiệt thôi rồi. Đừng dạy dò bản thân nữa ha. Quy Quy à, thật ra em không hề phản đối anh đi đóng phim. Anh làm cái gì em cũng ủng hộ. Nhưng mà lần này là ân oán riêng tư giữa em và Hùng Thượng Thiện. Vì vậy Quy Quy, không phải tại anh. Thực ra cô ta đâu có chơi khăm anh. Cô không làm gì, cô ta muốn lợi dụng anh để chọc tức em.
Em nhìn thấu rồi, thì em đâu dễ dàng làm cô ta thỏa nguyện chứ. Hèn chi cô thấy con, chứ đừng cực khổ như vậy đó. Cô ta muốn con giận hả? Con thì khư khư không phản ứng gì hết. Có thể tưởng tượng được người phụ nữ biến thái kia chắc chắn bây giờ đang phiền não vô cùng. Nhất định cô ta đang nghĩ tại sao con lại không giận. Chính là thứ cảm giác phiền não này dây dò cũ. Sao cũng được đi nè. Ngày mai thì anh quay cảnh cuối rồi. Sau khi quay cảnh anh chết, em không còn bị kích thích nữa. Anh đã nhận đủ tiền thù lao chưa? Trước đó đã nhận đầy đủ rồi, còn thiếu ngày mai nữa thôi. Nè Liên, con nghĩ cái gì vậy? Không, con đang suy nghĩ. Nhận đủ tiền thù lao vậy là tốt rồi. Cô tôi với, cô tôi với. Đạo diễn à, sau đó thế nào? Đợi một chút nha. Thế nào? Ok, anh cho mọi người nghỉ ngơi chút đi. Thiện, cảnh phim cuối cùng quyết định sao đây? Hả? Anh đang hỏi có phải cuối cùng Quy sẽ chết không? Còn nữa, tình hình và lúc nguy cấp đó, Nhược Liên Thiên Kim sẽ nhảy sổ ra hứng dùm Quy, sau đó bị Terry lỡ tay đánh trọng thương. Rồi cuối cùng, trước lúc cô ta mất, mở trừng đôi mắt nhìn Quy đang ôm luật sư muội. Thôi bỏ đi. Làm thế nào cũng không chọc tức được cái cô thật là quá đáng đó. Lãng phí thời giờ. Xóa bỏ cảnh phim này đi. Kêu Terry đấm một cái cho ta chết đi. Ok, vậy để anh bàn bạc với đạo diễn. Đạo diễn, anh đi chết đi. Cắt. Làm tốt lắm. Cảm ơn tất cả mọi người. Hay lắm, hay lắm. Hay lắm. Anh Quy, tôi thấy rất vui khi được đóng phim với anh. Hy vọng lần sau còn cơ hội khác. Không có lần sau, lần này đã đủ phiền phức rồi. Phiền phức gì vậy? Đóng phim mệt như vậy cũng còn nói chuyện vui vẻ được ha. Nhưng mà hình như tôi quên mất việc quan trọng này đó. Trả lương cho anh nè. Cảm ơn anh Dĩ, cảm ơn Tàu Tổng và các vị đây đã cho tôi cơ hội. Đúng là một sự trải nghiệm vô cùng khó quên đó. Hey, có được số tiền này thì tôi có thể cùng con trai đi du lịch được rồi. Vậy chúc hai người đi du lịch vui vẻ nha. Nhất định, nhất định. Khoan đã, tôi thật sự muốn hỏi thêm một lần nữa. Bữa giờ anh đóng phim á, cô ta không tới thăm một lần nào? Cô ta không ghen gì anh thân mật với nữ diễn viên hả? Cô ta không nổi nóng với anh hả? Vụ phiền phức mà anh nói, đó là chị hai ghen hả? Terry, chị của cậu ghen sao? Thành ra anh nói phiền phức tới cỡ nào? Nói tôi nghe đi, phiền phức tới cỡ nào hả? Tôi làm rối tung lịch trình của tôi, hẹn với bé Philip rồi lại quên mất, càng không đón nó lúc tan học, vậy còn không phải phiền phức? Như vậy là phiền phức đó hả? Có gì phiền phức đâu, vậy không phải phiền phức đâu. Bình tĩnh đi đã, phiền phức lắm đó, làm cho đảo của tôi rối hết. Nhưng cũng may có Tiểu Liên giúp tôi chăm sóc bé Philip, còn nói cho con tôi biết những gì trong phim đều là giả hết đó, chúng tôi mới không sao thôi. Thì ra là vậy hả? Xem ra lần này anh đóng phim, Linda rất ủng hộ anh rồi. Ủng hộ? Ủng hộ mà. Nè Quy à, cậu qua đây. Tôi có cuộc gọi, tôi bắt máy rồi. Được. Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của tôi. Lần sau tôi còn tìm cậu đó. Bình tĩnh đi. Để bình tĩnh. Ok, ok. Alo. Cái gì hả? Nghiêm trọng vậy à? Nè, Triều Dĩ, có chuyện gì vậy hả? Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi. Lục sư mũi đó nói đã ký hợp đồng với công ty quản lý Nhật Bản, tuần sau bay sang Nhật Bản đóng phim. Bây giờ nó đền tiền để hủy hợp đồng. Hả? Trời. Vậy đúng là lớn chuyện rồi. Lục sư mũi đó và diễn quan trọng để nối phim mà. Nếu cậu không đóng, vậy những cảnh sau phải làm như thế nào mới được? Nè Thiện, 20 mấy tập kịch bản mẹm viết tất cả coi như phải bỏ hết. Hả? Vậy những tập đã quay phải làm sao? Vậy hết cách rồi, không thôi cắt da đi, không thì tìm diễn viên thế thân quay lại thôi. Như vậy sẽ lỗ nặng luôn đó. Thôi cứ quyết định vậy đi. Sửa kịch bản lục sư mũi chết trước khi cô ta bay sang Nhật Bản, gọi cô ta về đây quay bộ cảnh phim rồi chốt. Vậy nhưng mà người ta đã hủy hợp đồng với anh rồi, có chịu về đây giúp anh quay hay không? Có thể không quay mà. Hy vọng cô ta còn chút nghĩa khí. Không được rồi, tôi phải gọi điện cho tàu tổng trước. Gọi đi. Sao tự nhiên lại như vậy chứ? Nè, đền tiền quỹ hợp đồng số tiền không hề nhỏ đâu. Không lẽ người Nhật Bản giúp cổ đền? Không lẽ cô luật sư muội đó tự bỏ tiền túi ra đền? Không lẽ Triều Dĩ không Alo, đúng à? Long Lực Liên, thế nào? Hùng Thượng Thiện, không biết cô đã nhận được tin gì chưa? Có phải bất ngờ lắm không hả?
tôi tìm người điều tra được thì ra luật sư mùi của các người luôn muốn sang Nhật phát triển sự nghiệp. Cô cũng biết tôi rồi đó, tâm địa tôi tốt như thế nào, nên tôi đã giúp cô ta liên hệ ngay, ký hợp đồng với công ty quản lý Nhật Bản. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, cô ta cũng không trở về Hồng Kông đóng phim nữa đâu. Thì ra mọi chuyện đều do cô gây ra hết, là cô giúp cô ta đền tiền cho công ty à? Đúng thì đã sao, tiền, Long Lực Liên này nhiều lắm. Suốt ngày cô muốn đấu với tôi hả? Đừng có mơ tưởng nha. Bây giờ thù lao của Quy Quy đã về tay an toàn rồi. Tôi thật sự không biết bộ phim của cô sẽ lỗ bao nhiêu tiền đây. Nếu như các người muốn tiếp tục tìm Quy Quy đóng phim được, thù lao tính riêng còn phải thông qua người quản lý này mới được nha. Cô hay lắm, thật là quá đáng. Muốn chọc tức tôi hả? Cô cứ từ từ mà sửa kịch bản đi, biên kịch nghèo. Lần này tôi đã trả thù được rồi. Bé Hai, bé Hai, con có sao không vậy? Giờ này mà con còn cười được hay sao? Dĩ nhiên là con cười được rồi. Vậy có nghĩa là con không đoán lầm. Cô ta dùng thủ đoạn để cắt bỏ luật sư muội. Vậy có nghĩa là kế khích tướng của con có tác dụng. Chẳng qua cô ta sử dụng cách khác để phản công thôi. Hùng thượng thiện này nhìn người quả nhiên không hề sai. Người phụ nữ háo thắng quả thật đáng sợ. Lần sau mình nhất định sẽ cẩn thận, phải né hết tất cả những người liên quan tới Long Lực Liên.